crazy. Thì thôi.
Ui, làm đâu hết hàng nào hàng đấy đấy. Đấy nó cái hàng trong nên à, nó khó. Vâng. Ôi, Hiền ơi, bạn hãy đi nơi khác kiếm ăn đi, giờ đấy không có đất cho bạn ở nữa. Đấy rồi đấy. Rồi anh em thiện lành là sợ em tiêu diệt kiến nhưng mà là để vào học chưa ấy. Găng tay nó toát mồ hôi nó trên, khó chịu.
cực dài luôn này. Nhìn khối điện công việc tí thì công nhiều hơn rất nhiều vì mình không có máy móc. Anh em nào công ty liên quan đến vấn đề công cụ máy móc ấy, tài trợ cho mượn được thì tốt quá, làm được nhiều hơn, sạch hơn. Nay bọn mình chuyên đề ngày hôm nay khơi thông dòng chảy, làm theo kiểu cho mọi người nhìn thấy khi mình khơi thông một đoạn ấy, mình sẽ thấy là nước đấy sẽ có những khoảng các bạn sẽ đến nước nó chảy. Làm sạch thì để mai, 2-3 hôm mà, làm một hôm nào được. Sao lại cũng chuyên nghiệp. Cuộc đời quân ngũ người ta dạy hết rồi sao cũng chuyên nghiệp, chẳng qua làm hay không đi. Trên này anh sạch luôn đến thế. Là nhiều lắm, khối lượng công việc kích kinh luôn. Đấy, các bạn thấy khơi thông không? Đây là phần 1 nhá. Đấy, thấy không? Nhìn đẹp. Cái nó ăn một đất đấy. Nhổ nhanh hơn xúc ấy, trong lên xúc dễ hơn. Bảo quét một tí nữa vào kia chỗ kia cho nó lên. Bảo người anh em chuyên lành ấy. Ông Chiến quay cái đoạn này. Móc xong đầu ngay xong anh quét vụn cái đầu kia vào mà mình gặp tiếp. Góc cũng là mình bảo. Nhìn công việc, anh em tôi nhìn công việc thì tưởng là ít, nhưng hôm nay hóa ra lại công việc một trong ngày công việc rất là nhiều. Đấy, để được một góc xanh đẹp nó mất. Rất nhiều bằng mọi ngày nhưng không phải ít như dự toán. Đây là đang bẩn không? Quét con này nó sạch thì mai mình còn tiếp. Thank you.
Đổ đây. Anh đổ ra ngoài nhá. Đổ ra ngoài xong để lại xe không vào cái vị trí đấy. Xe này hết đấy.